Angame chapato pati tang sarang ati vak yang ti tinh khi sang du si lohi bahu cha no hang na sangame chapato pati tang sarang ati vak yang ti tinh khi sang du si lohi bahu cha no. Hại ác giới ngu si lòng người phụ thư của hai thừa. Giới đức dạ sa thủ kính cảm ơn cô ấy mình dạ cảm ơn xích rằng đại nhật quỳnh biết được tín hiệu dạ kính mời trần đạo nha. Qua à ti quát văn tịch tinh khi sáng đu si à hăng na go Sangame cha ba tô ba tỳ tăng xá đăng à ti vát văn tịch tinh khi sáng lu si lô hi và hu cha nô ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người đó là khổ thân của hòa thượng Thích Minh Châu. Hăng na vô và sang giá mê chả ba tô ba tỳ tăng xa răng à ti qua văn tỳ tích khít sang đúc si lô hi bà hôn cha nô thớt tôi đứng giữa trận tiền hướng ba mũi đạn làng tên xá gì như lai chịu đựng ác tri nhẫn nại ác giới. Ngu si lòng người đó là khổ thơ của Hòa Thượng Gia Đức. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bóp bài. Dạ con xin lễ bích lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn xích trần đạo dạ cảm ơn xích trần đông xích hoàng nguyệt xích trần đạo cho nhật quỳnh biết được tín hiệu dạ mình chào cẩm vân về vào đạo tràng dạ một lần nữa nhật quỳnh kính chào xích sương mai mình chào cẩm vân và kính lễ cô tu nữ Viriyatana về vào đạo tràng dạ mình chào xích hoàng nguyệt mình chào châu phan dạ Cẩm Vân hoặc Xích Sương Mai có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quý vị có thể cầm mic được không? Thì kính mời đọc, kính mời quý vị ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Châu Khoa. Cẩm Vân ơi, mới vào có cầm mic được không? Dạ, Xích Sương Mai có cầm mic được không? Dạ, thôi. Dạ, sa thủ. Cảm ơn Cẩm Vân rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bố Tài, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Kính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 320. Á hằng na vô qua sằng ga mê cha bá tô bá tí tăng xá răng á tí hoa
a kế quát dằng tí khít khít rằng đúc si lô hí bá hú bá hút chá nô á hằng na vô quá sân gà mề cha bá tô bá tí tằng xá răng á tí quát dằng tí tiết khít sang đúc si lô hí bá hút chá nô á hằng na vô quá sang gà mê cha bá tô bá tí tăng xá răng á tí quát dân tí tít khít sang đúc si lô hí bá hút chá nô ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì Như Lai chịu đựng ác tri nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Xích Sương Mai. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô, chú nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự, con xin đọc Pháp Cú 320. Á hằng na gô, quá sằng ga mê, cháp bát tô bát tí tăng xá răng, á tí quắc dằng tí tít khí sằng, đú si lô hí bá bút. Bá hút chá nô á hằng na gô quá sằng gà mê cha bá tô bá tí tăng xá răng á tí quắc dằng tí tít khí sằng đú xí lô hí bá hút chá nô hằng na gô cha quăng cha sằng gà mê cha bá tô bá tí tăng xá răng á tí quắc dằng tí tít khí sằng Du si lô hi bà hút cha nô à hằng na go hòa sang ga mê cha pa to pa ti tăng sa răng à ti quát văn ta ti khi sang Du si lô hi bà hút cha nô à hằng na go hòa sang ga mê cha pa to pa ti tăng sa răng ăn tí quát văn tí tí khi sáng đu si lô hi và hút cha nô ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới sát rất nhiều người. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì Như Lai chịu đựng ác tư ác tri nhẫn nại ác giới ngu si lòng người. Và bạn phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời quý vị nào chưa đọc nha. Sương Mai lên trễ, Sương Mai chưa biết vị nào hết. Kính mời Ai Minh, Ai Minh đọc chưa? Mình đọc chưa? Mời Ai Minh đi. Dạ mời. Mời cô Tham Ma Cha Rí. Dạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Xích Sương Mai. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ, xà thủ kính mời cô nha. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Giảng Đông đã cho biết là nghe rõ. Xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ
Đại đức Pháp Tính cùng chư tôn lúc tăng ẩn lúc nem mà con không được biết. Dạ xin kính chào cô tu nữ, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, cô giảng đông cho cái bài sang bên kia dùm đi, tại vì ở bên này nó hay trôi bài lắm. Dạ, sau đây con xin cảm ơn cô Giảng Đông. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 320 ạ. Ahang na go wa sangame cha ba to ba ti tang sarang ati wa rang ti tin khi sang do si do hi ba hun cha lom Ahang na go wa sangame cha ba to ba ti tang sarang ati wa rang ti tin khi sam do si no hi ba hun cha lom Ahang na go wa sangame cha ba to ba ti tang sarang Ati wa rang te tin phi sam do si no hi ba hun cha no ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Đó là thủ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Thớt voi đứng giữa trận tiền hứng bao mũi đạn nằn tên xá gì như đai chịu đắc chi nhẫn lại ác giới ngu si làm người. Đó là thổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Là con đã trả bài xong rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh nhé. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh bài học. Dạ, con xin được ôn bài. Ồ, Tâm Phương ơi, Tâm Phương và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì mời bằng tay anh trả bài. Không ấy là Nhật Quỳnh khóa sổ nghe. Alo, nghe được không? Chào một tín hiệu đi. Rồi, không thèm trả lời hả Nhật Quỳnh, xin trả bài ạ. Dạ, con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 320. Ahang na go wa san ga me cha bát tơ bát tí tăng sa răng a tí quá khả giang tí kít kít sang đột Tisei lo hi ba hút chả nô. A hằng na gơ qua sanh gà mê cha bát tơ bát tí tăng xà răng. A tí quá khả giang tí khít khít sang đột xì lơ hi ba hút chả nô. Ta như voi giữa trận hứng chịu cung tên rơi chịu đựng mọi vị bán ác giới rất người. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. A hằng na go và san kha me cha ba tô ba tì tặng xa răng a ti quắc văn tì kích khích sang đô si lô hi bà hụt cha nô. A hằng na go và san kha me cha ba tô ba tì tăng xa răng a tít qua văn tít kích kích sang đô si lô hi bà vuốt cha nô. Thất voi đứng giữa trận tiền hứng sạc bao mũi đạn lằn tên xã gì
Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nại ác giới, ngu si lòng người. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Và cảm ơn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chào Nhật Quỳnh, kính lễ cô tu nữ Khánh An. Dạ, kính chào người phương Nam. Dạ, ngồi trên xe cũng vào nghe kinh Sa Thú Lành Thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, Xích Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, cô Ái Minh, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ cũng vừa đủ đến giờ học bài mới là Câu Phật Cú Kinh số 200. Dạ, rất là xa. Rạng Đông mở hàng. Dạ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Trị Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay, Câu Pháp Cú Kinh 321. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a da ha sa Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, cho lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi. Rõ đường an vui à, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhân chẳng di hơi à, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử á, có năm thầy xin chữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như á, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối khăn mòn á, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới tựa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng Câu Pháp Cú Kinh số 221. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 321. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Đăng tăng nát danh tí sá mi tình, đăng tăng nát danh tí sá mi tình, đăng tăng nát danh tí sá mi tình, đăng tăng ra cha phi ru há tí, đăng tăng ra cha phi ru há tí, đăng tăng ra cha phi ru há tí, đăng tô xét thô mắt nút xề xuống. Danto setho manut sesu. Danto setho manut sesu.
vô tí hoa văn tí tích khá tí vô tí hoa văn tí tích khá tí vô tí ca văn nhà xin lỗi vô tí hoa văn tí tích khá tí. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái quá khứ phân từ đăng tăng. Đăng tăng có nghĩa là đã được thuần thục. Đăng tăng có nghĩa là đã được thuần thục. Na dành tí, na dành tí có nghĩa là đưa đến. Na dành tí có nghĩa là đưa đến. Sammitin, sammitin có nghĩa là tụ hội hay là hội. Sammitin, tụ hội hay là dự hội. Đành ở đầu dòng thứ hai chúng ta có một cái động từ đành tăng, chúng ta đã biết rồi, đành tăng. Raja Phiruhati, Raja Phiruhati ở trong cái trường hợp này chúng ta phải tách ra. Raja, Raja có nghĩa là đức vua. Raja có nghĩa là đức vua. Aphiruhati, Aphiruhati, Aphiruhati đây cũng là một cái động từ có nghĩa là cởi lên hay là leo lên. Aphiruhati cởi lên hay là leo lên. Aphiruhati cởi lên hay là leo lên. Danto, Danto, Danto cũng là đã được thuần thục. Danto đã được thuần thục. Hồi nãy đăng tăng, đăng tăng được chia theo đối cách, bây giờ chia theo chủ cách, đăng tô. Setho, setho có nghĩa là cao thượng hay là hạng nhất. Setho cao thượng hay là hạng nhất. Manusesu, manusesu có nghĩa là giữa đám đông hay là giữa mọi người. Manusesu giữa đám đông hay là giữa mọi người. Vô tí qua văn, vô tí qua văn, vô tí qua văn ở đây chúng ta phải tách ra có nghĩa là vô cộng với á tí qua văn. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Ai hay là vô có nghĩa là ai hay là người nào. Atiwayan, Atiwayan có nghĩa là lời nguyền rủa. Atiwayan lời nguyền rủa. Titikati, titikati có nghĩa là chịu đựng kham nhẫn. Titikati chịu đựng kham nhẫn. Rồi vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. À, cảm ơn Phật tử em mình rất nhiều. Đan tăng na dành tí sát mít tinh, đan tăng ra cha phí ru há tí, đan tô xếp thô mát nút xê xuống, vô tiết qua dân tí tích khá tí có nghĩa là voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin thành
Kính bệnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền mở vừa Quan Lâm Phổ Rung. Giờ đây thì xin được thành kính bệnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong Rung. Và con xin được xin thay mặt hội chúng ở trong lớp học, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 321. Dạ, con không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con chưa. Nếu nghe được, con xin thỉnh Thượng Tọa cho con một tín hiệu. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Một lần nữa con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Bụt Tha, Dạ Nam mô Tham Ma, Dạ Nam mô Sằng Kha. Giờ thưa đây chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivadi Misawakato Phakkavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Báo là Phật Báo, Pháp Báo và Tăng Báo, nguyện nhờ quê Đức Tam Báo dành gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an trong chánh pháp là một của Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 317. Duyên sự câu pháp cú này nó gồm có 317, rồi xin lỗi, 321. Và trong cái duyên sự này thì nó gồm có 3 câu pháp cú, tức là 320, 321 và 322. Hôm nay chúng tôi giảng câu pháp cú số 321. Thì nó thể nói rằng là ba câu này thì chúng ta cũng nói đến nhắc đến cái ý nghĩa nó phải liên quan thì mới nói được. Ngày mai Tổ Pháp Tân có giảng tiếp thì cũng phải nói đến liên quan đến cái một phần cái dẫn dụ của hai câu 20, 21 rồi mới tới 23 được. Thì cũng như vậy, câu thứ 320 là ta như vô giữa trận hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Và câu 321, vô luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện vật tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Thì kính thưa quý vị, đây là cái duyên sự, chỉ là một điều như thế thôi. Phật bị lăng nhục lăng mạng. Đây là nói đến bà hậu Magandhya. Câu chuyện xảy ra ở Kỳ Viên. Trong một trường hợp của chính Đức Phật thì Pháp Cú kể rằng á, trong Pháp Cú số 179 nó kể, chúng ta nhớ đó là lúc mà có một bà la môn, ông dẫn con tới để ông gả cho để gả cho Phật. Thì coi như là mai mối cho làm vợ của Đức Phật. Và dĩ nhiên là Phật từ chối là cái chắc rồi, cái chuyện đó là không có được. Và chính vì vậy cho nên cô ta cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái vô cùng. Và sau đó cô ta được tiến cung vào làm hoàng hậu, thì như là của vua Vasinadi. Thì của vị vua là chúng tôi thường như xưa chúng tôi quên chỗ này, chứ mà như xưa kia chúng tôi nhớ rõ cái chỗ này lắm. Nếu tính nhớ cái tiếng cung của bà Magandhya là vợ của ông vua nào mà thành Kosambi, Kosambi ra cho cái hát thì mà để thành Kosambi.
Thì khi bà ta trở thành hoàng hậu thì bà ta mới nhớ lại cái mối thù, nhớ lại một cái nghĩ rằng là chính Đức Phật đã từ chối bà ta cũng đẹp đẽ mà tại sao bị từ chối, bà ta cảm thấy bị xúc phạm và cảm thấy bị tự ái, bị bà ta trả thù lại ngay. Thì kính thưa quý vị, bà bỏ tiền ra để thuê mướn một số người dân ở trong thành và bảo với họ chửi mắng rất là thậm tệ đến Đức Phật. Và cứ hai tụ tập lại, và thế là mắng chửi và đuổi Đức Phật đi. Khi đến nơi, khi đến cái thành á, bởi vì đa số là những người này ta dĩ nhiên không tin vào Tam Bảo rồi, cho nên người ta đi theo Phật, người ta đi theo Phật cùng ngài A Nan chửi bới la lắng la lối mắng nhiếc ngài những cái từ ngữ hết sức là thậm tệ. Thì kính thưa quý vị, Tôn giả A Nan nóng lòng và cảm thấy khó chịu. Bạch Thế Tôn, Thỉnh Thế Tôn hãy đi nơi khác. Thì Đức Phật hỏi A Nan, này A Nan, chúng ta sẽ đi đâu? A Nan, Bạch Thế Tôn đi đến thành phố khác. Nếu như dân cư ở thành đó cũng chửi mắng nữa, thì ngài A Nan bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn thì đi tiếp nữa, chúng ta đi tiếp nữa, thì nếu như đi tiếp cũng chửi mắng nữa thì đi đến chỗ khác nữa. Bạch Thế Tôn, này A Nan, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ ở nơi nào mà có rắc rối, có phiền não khởi lên, có những chuyện không hay khởi lên, chúng ta hãy ở nơi đó cho đến khi sự việc được lắng dịu, và chỉ khi đó chúng ta mới đi nơi khác. Nhưng ai đã chửi mắng ta? Bạch Thế Tôn, những kẻ tệ, những kẻ hạ tiện, những người nô tỳ, những người hạ liệt ngu si kia đã mắng chửi Thế Tôn. Này A Nan, bắt đầu Phật ngài nói, ta như vô giữa trận, và như có vô giữa trận thì hướng chiều mọi tên, mọi chiều mỗi cái tên từ bốn phía, và đây chính là đối với ta nhẫn nại nghe những lời ác độc thốt ra. Và ngài Đức Phật ngài lấy cái duyên sự đó, cái tiêu đề đó, ngài nói lên các câu phố cú: ta như voi giữa trận, hứng chịu mọi tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người, voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện đưa được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng, tốt thai con la thuần, thường chủng lội sinh, thường chủng ngựa sinh thú, ở đây là sinh thú, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Thì cái thú vị, sau khi quần chúng nghe những cái này ở cái ba cái tư đường thì họ đều không còn chửi mắng Phật nữa. Và có nhiều người họ thành tâm, họ sám hối và quy y nơi Phật, có những người chứng đắc quả và thánh. Qua câu kệ này chỉ dạy cho chúng ta điều thứ nhất là cái tâm chịu đựng. Cái người thứ điều thứ hai nữa là cái người luyện là bậc tối thượng. Thì ở đây cái người luyện đó là luyện cái gì? Luyện cái sự nhẫn nại, luyện cái sự khó chịu. Và kính thưa quý vị, ở trong kinh dạy rằng là khanti paramang tapputitika, tức là nhẫn nại nó là một cái sức mạnh của vị hành giả, hay là của sa môn, hay là của vị hành giả, hay là của con người. Người nào
có cái sự nhẫn nại, có sự chịu đựng. Cái sự nhẫn nại, cái sự chịu đựng này chúng ta nhớ, chúng ta có thể phản ứng lại, chúng ta có thể trả lời lại, chúng ta có thể hơn thua lại, nhưng chúng ta không cần thiết, không cần thiết nữa. Bởi vì sao vậy? Những cái người ngu si này thì không cần thiết phải nhiều việc, nhiều điều với họ. Trên cái tinh thần tu là chúng ta phải nghĩ như vậy. Và cái mà chúng ta có thể nhẫn nại nó nhiều lắm. Nhẫn nại với cái gì? Với thời tiết, nhẫn nại với cái sự khó chịu của thân tâm, nhẫn nại với cái những người xung quanh, nhẫn nại với cuộc sống, nhẫn nại với những chuyện mà nó bâng quơ, nó sẽ tới với mình. Và nhẫn nại, đây là một đề hết sức là quan trọng, mà ngày hôm nay gọi là nhẫn nại với dư luận. Chúng ta nhớ nhẫn nại với dư luận, nhẫn nại với cái điều người ta hiểu sai mình, người ta hiểu lầm mình, mình cũng phải chịu nhẫn nại. Thì rồi một ngày sẽ biết, một ngày sẽ hiểu. Thì cũng vậy, nó mắng tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi, thì cái điều đó nó sẽ không bao giờ nguôi. Mà nếu không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Đấy là cái sự thật trong cuộc đời. Nhưng điều mà ai mà nhẫn nại chiến thắng con người mình được. Bởi vì Đức Phật mới nói rằng cái chỗ mà người luyện mới là bậc tối thượng. Người luyện cái tâm của mình, cũng như con voi, được ví dụ như là con voi. Con voi đó được, nó được tôi luyện, nó được người này mà khéo huấn luyện nó đó, thì nó nghe lời. Rồi con ngựa cũng vậy, nó được huấn luyện á, thì nó được mấy vua mới cởi lên con voi đó. Quý vị biết có một cái con voi đó được huấn luyện mà nó để bát cho chơi cho chư tăng. Quý vị có biết, có thấy cái đó không ạ? Có thấy cái chưa? Nếu để chúng tôi sẽ nếu ai liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa qua cho quý vị cái clip nhỏ đó. Ví dụ vô Zalo Trường Quảng Nghiêm á, dạ. Chúng tôi sẽ chuyển cho quý vị cái video clip đó. Con voi nó được ở bên Thái Lan, nó được huấn luyện á để bát cho chư tăng. Nó quỳ xuống, đến khi chư tăng đọc kinh nó quỳ xuống. Nó biết là để bát từng vị. Cái vòi nó để vô, nó làm rớt xuống. Cái lấy cái vòi nó gấp lên để trở lại. Xong tụng kinh cái nó biết quỳ xuống. Nó được huấn luyện như vậy. Và thầy con voi nó cũng thật là hữu phước, được một cái người thiện nam đó huấn luyện nó như vậy, nó cũng làm được những cái việc lành. Chắc chắn rằng nó sẽ tác sinh ở cái kiếp voi của nó. Sau khi đó, sao chúng tôi nghĩ như vậy, nó tạo được những cái thiện sự. Thì ở đây cũng thưa quý vị, thì con voi á, nó được phải được huấn luyện, thì cũng phải có người chúng ta có được cái sự tôi luyện á, nó mới thành công. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ở đây nói đến cái sự chịu đựng, nói đến cái sự khó khăn, nói đến cái sự mệt mỏi vô cùng. Và phải chịu đựng mọi cái điều tốt đẹp. Bởi vậy chúng ta mới thấy, chúng ta mới kính nhường Đức Phật. Lẽ ra, Đức Phật Ngài biết trước những sự việc đó. Ngài không phải hứng chịu những cái điều khó nghe, những cái điều chửi mắng ngu si đó. Nhưng vì thương chúng sinh, cho nên Ngài cũng vẫn chấp nhận những lời chửi mắng ngu si, như nay nhẫn chịu thương vì chúng sinh. Chúng tôi nhớ chứ, không biết trong cái đoạn kinh nào mà lúc nhỏ mình chúng tôi đã có được học thuộc cái đó. Những lời chửi mắng ngu si, như nay nhẫn chịu thương vì chúng sinh. Thì kính thưa quý vị, nói như vậy thì để nó cho chúng ta biết là cũng giống như là cái sự tu tập cũng vậy. Khi chúng ta ngồi tu, hay khi chúng ta ngồi học, khi chúng ta ngồi nghe, thì chúng ta cũng phải chịu, cũng phải dạy cái tâm mình, cũng phải huấn luyện cái tâm mình nó vượt qua nhiều cái khổ nạn lắm. Chứ không phải tự động mà được, tự động mà có, tự động mà thành tựu đâu. Trong cuộc đời này cũng có. Và cũng vậy, cũng như cái phước á, chúng ta cần phải tạo. Và cái phước đó nó khó lắm. Nó khó tạo lắm. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình có tiền mình sẽ tạo được dễ dàng phước, không có. Mà chúng ta có cái duyên, nhưng chưa chắc là đủ cái duyên để làm phước, nhưng chưa chắc có điều kiện để làm phước. Mà chúng ta có cái điều kiện để làm phước, nhưng chưa chắc có cái
có cái duyên để chúng ta làm, có cái duyên sự để chúng ta làm. Mà được làm phước á, mà chúng ta hoan hỷ, được làm phước mà chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy vừa lòng, nó lại là càng khó hơn. Thì mỗi cái mà việc nó làm càng khó, cái việc mà tổ chức chúng ta nó bố thí thôi, cái việc học thì cũng vậy, cái việc ở trên đêm cũng vậy. Chúng ta cứ nghe, rồi chúng ta ít nhiều trong một cuộc vị giảng sư như vậy, chúng ta cũng học được một câu kinh, học được ý nghĩa. Mà chúng tôi nhớ cái điều này hồi xưa đó, khi một cái thời một cái huấn luyện pháp sư đó, lúc mà thập niên cái chừng 85, 86, 87, 88, 89, 90 đó, lúc đó sư trưởng bắt hết các sư nhỏ, lúc đó tuổi cũng 20 mấy tuổi rồi. Thì lúc chúng tôi cũng như tròn 20 thôi, chứ chưa có 20 mấy, như được lúc đó cũng như là vừa là 18, 19 tuổi, cả 20 tuổi rồi, bắt đầu hoặc là nhỏ, lúc đó còn nhỏ hơn nữa, chúng tôi nhớ còn lúc mà nhỏ hơn nữa kìa, lúc mà rung lắm, xin lỗi chắc là 16, 17 tuổi rồi, chứ còn các vị lớn này như là lúc chúng tôi, cái thời gian của chúng tôi đó thì nó nhỏ lắm, cũng như là chúng tôi là sư Pháp Nhiên, là sư Chánh Định, có cái sư Minh Đức, bây giờ sư Minh Đức sư Chánh Trí á, bị bắt lên hết, bắt lên pháp tòa ngồi hết. Mà nó thật cái chính thưa quý vị chứ chừng 14, 15, 16 tuổi lên cái rung hơn cái gì, cái gì không biết, cái gì nói gì đây, mà học coi như sư trưởng kêu ông học câu này, ông học câu này, rồi nói vậy thì vậy đó, rồi xong về đi soạn bài đi, chỉ sơ sơ đi về soạn, soạn xong đó rồi phải học thuộc lòng hết, rồi lên cái thiết cái tới đó, cái sư trưởng hay hoặc là sư ai qua giác giới, sư phụ giới coi như là chủ trì cái đó, ở nay hỏi vị này hỏi vị kia, hỏi câu câu vậy đó. Thì chúng tôi nhớ sư trưởng nói một cái câu như thế này: quý vị nhớ một vị pháp sư lớn nhỏ gì ngồi lên pháp tòa, quý vị học được một câu kinh, học được một cái lời kinh, học được một tiếng kệ, tôi khẳng định với quý vị như vậy đó. Thì lúc đó đó thì ngồi sư trưởng nói như vậy đó. Hôm nay chúng tôi cũng lặp lại cho quý vị biết, ví dụ như chúng ta chịu khó chúng ta vào nghe thì chúng ta cũng có được học một câu kinh, một tiếng kệ. Chứ chúng ta không vì một sư đó phải như phải là sư nào, sư A, sư B, sư C, sư đó phải nói cho giọng nó nghe, nó truyền nhiễm, nó truyền cảm, rồi sư nói nó nghe nó dễ nghe, sư đó nói nghe nó vui, thì cái chuyện đó là khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta không có thành thật, có cái kinh pháp. Thì chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, cũng như là mưa dầm thấm đất, chúng ta cứ vào nghe lên những cái thiện tâm để làm tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái niềm tin pháp báo, thì bao nhiêu đó đi. Thì cái thứ quý vị, chúng ta cứ hàng ngày như mỗi ngày chúng ta coi đó như là một cái như đó như là một cái món ăn của chúng ta, như là một cái bữa ăn của chúng ta, như là bữa ăn tinh thần, bữa ăn pháp bảo, mà đó chính là một cái món ăn tinh thần hay món ăn trí tuệ, thì cái món ăn phước báo của chúng ta, chúng ta tạm gọi như là một ăn phước báo vậy. Thì tới giờ đó chúng ta không có ăn thì chúng ta không thấy không vui, thì tổ chức cái sự duy trì thôi, chúng ta thành thật tán thán cái công đức, cái niềm tin của quý vị mà thường xuyên có mặt ở trong vào những cái giờ đã được ấn định mà chúng ta có mặt, nhất là các vị ớt, các vị trong ban điều hành. Tại đây là chúng vị đã tạo cái công đức rất là lớn, chúng ta phải thành thật tán thán như vậy, tạo những cái công đức lớn đó để làm gì? Chính là vì công cụ quần dương, vì tinh thần hộ pháp, vì tinh thần hộ đạo, thế thôi. Cho nên vì vậy chúng ta làm việc cũng như các sư vào như đó, vào đây thuyết giảng cũng như quý vị làm việc không có cái lợi tức, không có lợi phẩm, thì các sư làm việc cũng như vì cái tinh thần hộ pháp, chứ không phải là vì cái lợi tức này nọ, vì cái lợi tức kia, không có chuyện đó. Mà đó chính là một điều mà tất cả chúng ta làm việc nó quá đẹp, nó quá hay và nó quá tốt. Thì kính thưa quý vị, từng việc nhỏ lớn nhỏ cũng vậy, nó chúng ta dạy cho cái chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ quá nó không, cái chuyện nó lớn lao vô cùng, nhưng tất cả nhớ cảm thọ nó vô thường, tất cả điều gì rồi cũng đi qua, tất cả rồi cái gì cũng đi qua. Nói thì nghe buồn thật, nhưng điều mà thật là buồn, bởi vì nó chắc chắn nó là như thế. Nghe nói thì buồn, nhưng
quả thật phải nói chuyện buồn đó, bởi vì chuyện đó nó phải tới hay vui là do chính chúng ta. Thì cũng như thế trong cuộc đời này, nếu như chúng ta biết chịu đựng, nếu chúng ta biết chiến đấu, nếu chúng ta biết biết uốn nắn cái tâm của mình thì nó rất là dễ dàng. Còn nếu như chúng ta không có có chịu mà coi như có một sự uốn nắn, có một sự chuẩn bị, thì khi chúng ta nghe những cái lời nói này, những cái lời nói kia thì chúng ta rất là khó chịu với công việc đó, là thật luôn. Bởi vì phải nói rằng là khi người mà cái tiếng đời, cái miệng mà cái lời chỉ trích của chúng ta, cái miệng đó, nó không xương, nó nhiều đường lắt léo, tất nhiên là như vậy rồi. Cái lời nói đó, mà nó không đúng đó, nó là không phải là đau, nó không phải là dao, nhưng làm chảy máu người ta. Cái miệng nó không phải là đau là dao, nhưng nói lên nó chảy máu trong lòng người ta, đau khổ. Bởi vì cái tội phỉ báng rất là ghê gớm. Phải nói rằng những chúng sinh nào vô tình đã là phỉ báng với người khác, đó là tội rồi. Phỉ báng với những người lớn tuổi, hàng sư huynh, sư tỷ, là ông bà, là cha mẹ, là những bậc trưởng thượng, là những người lớn tuổi. Chúng ta nói theo cuộc sống của chúng ta nó thất đức, còn nói theo đạo cũng nghĩa là chúng ta dễ bị một cái phạm cái đại tội rất là lớn đối với các bậc có giới, các bậc tu hành. Và nếu như chúng ta xui nữa, chúng ta chửi bắn mà gặp nhầm các vị đó chứng thiền hoặc là chứng đạo quả nữa, thì cho chúng ta nguy hiểm vô cùng. Và kính thưa quý vị, đây là một bài học Phật ngày dạy cho chúng ta, chuyện gì nó khởi sanh lên chúng ta phải có một sự chịu đựng, có một sự kham nhẫn. Cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng này, mình có đủ sức để mình kháng cự lại, mình có đủ cái lời nói để mình trả lời lại, mình có đủ quyền lực, mình có đủ tiền bạc, mình có đủ khả năng để đối kháng lại, nhưng mình không đối kháng. Quý vị nhớ là mình không đối kháng, mình vẫn chấp nhận để đón nhận, vẫn chấp nhận để đón nhận. Thì như thế mới cái trạng thái đó, bởi vì mình không muốn oan trái, mình không muốn sự tình nó phải làm dấy động lên thêm nữa. Có cần thiết phải làm khó nhau như vậy không? Nếu như chúng ta làm khó nhau như vậy nữa thì nó cũng chẳng có đi tới đâu nữa. Thì thôi, cho nên cái chuyện lớn nó quá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ nó trở nên không. Thì cái điều này nó không phải dễ dàng mà thực hiện, nhưng chúng ta phải có những tâm tư, chúng ta phải có những sự suy nghĩ, chúng ta phải có những cái sự phân biệt rõ ràng. Bởi vì nói người ta đâu có nói, đừng nói rồi tự cãi với người mà có biết cái lý, có cái trí tuệ hiểu được cái điều sai, điều đúng, điều sai, điều tà. Chứ cái người mà thứ nhất là tự cao tự đại đối với những người mà tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, hay hoặc là họ thô tháo, thì tôi không cần thiết phải nói. Bởi vì những người rắn độc như là thú dữ, là những thúi bậc hôi, mình trong tâm mình nghĩ rằng mình tránh né nó tốt hơn, phải là sợ. Nhẫn nại đó không phải mà để không gây cho mình và người đau khổ. Thứ nhất là mình phải đón nhận một cái sự oan kết, một cái sự oán hờn làm chi, và cũng không cần gây cái oan trái để làm gì. Bởi vì con người nó chấp ngã, chúng ta nhớ con người luôn luôn chấp ngã, vì cái sự ngu si cho nên họ chấp ngã cái điều đúng mới cho là sai, điều sai thì họ ngụy biện, họ cho là đúng,
rồi điều đúng họ vừa thoát, họ che khuất, họ không chấp nhận điều đúng đó, mà chỉ họ cho họ là đúng, cho họ là hay, cho họ là đẹp, cho họ là dối. Cũng như bà Magandhya này, nếu như bà biết rằng Đức Phật từ khước cái chuyện bà đến với Ngài, tự nhiên các bạn cũng tự ái, thì người ta nghĩ rằng là chắc là người ta là coi như là được như thế này, được như thế nọ, hoàn toàn ở trong cuộc đời này. Đó cũng là một bài học cho chính chúng ta. Chuyện gì của chúng ta là của chúng ta chứ chưa phải là của người. Chuyện gì của người chưa phải là chuyện của chúng ta. Nhiều khi người ta cảm thấy, mình cảm thấy vừa lòng, nhưng người ta có vừa lòng hay không? Mình cảm thấy vừa lòng, người ta có cảm thấy vừa lòng hay không? Để chúng ta cứ mặc rằng mình vừa lòng, người khác phải vừa lòng, không có được. Rồi tự nhiên mình không vừa lòng, người khác bắt mình vừa lòng, thì mình lại nói rằng tôi không thích thì tôi không làm. Nhưng rồi mình nói với người khác thì mình không nói rằng là nếu như người khác nói là không thích làm như mình có chịu không? Mình lại không chịu. Đấy chính là cái chấp ngã. Tôi nói phải đúng cho nên phải làm theo, hoặc điều đó tôi nói đúng phải tôn trọng. Rồi ngược lại người ta nói, mình cãi lại, mình nói rằng nói không gì không được, mình cũng đâu có tôn trọng, thì cả đám chỉ có một sự chống chọi với nhau. Nếu chúng ta không hiểu, chứ chúng ta không hiểu, cũng như là do mà chúng ta có sự cự cãi, có cái sự hơn thua, có sự tranh chấp là do cả hai không hiểu biết. Mà nếu cả hai hiểu biết thì tránh được lắc yên. Bởi vì hiểu biết được cái gì, cái điều chánh, điều tà, điều đúng, điều sai, thì nó tự nó sẽ được lắc yên. Cho nên Đức Phật Ngài chấp nhận những lời khen, tiếng chê, lời tán thán cũng như là phỉ báng, thì Đức Phật Ngài nhìn cái cuộc đời như gió thoảng mây bay, rất là nhẹ nhàng. Tâm của Ngài không sao động. Và quả thật như vậy, nơi nào mà sự tình khởi lên, nơi nào mà chuyện không vui, nơi nào mà chuyện không tốt, nơi nào chuyện không được, nó đã khởi sinh lên, thì kính thưa quý vị, thì nơi đó chúng ta tìm cách để chúng ta diệt trừ nó. Đó lại đây là cái sự thật. Ở trong cuộc đời này, không được như ý mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái tâm của mình nó cũng vô thường, cái cảm thọ nó cũng vô thường, cái tâm nó vô thường, cảm thọ nó vô thường, cái tưởng tri nó vô thường, cái thọ nó vô thường, cái thức tâm nó cũng vô thường mà. Nay nó như thế này, mai nó như thế nọ. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đem cái lòng của mình mà bắt người ta phải nghe, đem cái việc của mình mà bắt người ta phải đi theo mình. Đây là cái điều không đúng. Thì chúng ta làm như vậy nó không có, chúng ta gọi là không có cái sự tương xứng, tương bằng. Mình buộc người ta thì được, mà người ta nói với mình lại thì không được. Mà trong luật nó đặc biệt lắm quý vị. Khi mà đã parisukhita yasvanto tasma tunhi evame tankhariyami, giờ đây xin báo trình đến các vị tôn giả, có chấp nhận hay không chấp nhận, hãy nói lên, có vi phạm nói lên, hay có chấp nhận hay không thì nói lên. Nếu như đã chấp nhận rồi thì không nói nữa, mà đứng dậy bước ra bên ngoài phản ứng, đó là sai, đó là bị ấy phá hòa học tăng. Thì cũng vậy, nó rất là quan trọng. Khi chúng ta tu phải có một cái sự kham nhẫn, phải có một cái trí tuệ, phải có một sự kham nhẫn. Mà cái sự kham nhẫn này nó đòi hỏi chúng ta phải dạy. Điều thứ nhất, như chúng ta nói, thôi cũng qua đi, hãy nhìn, nhìn để làm gì? Nhìn để không quan cái, nhìn để huấn luyện tâm của mình. Thế nên chúng tôi chia sẻ cho một số người khác, chuyện gì cũng vậy, cứ ngồi nghe đi, cứ ạ đi, cứ im lặng đi, còn chuyện làm hay không chuyện của mình, chứ tự nhiên cần thiết gì phải cứ kham nhẫn, cứ ngồi đi chút xíu rồi nó qua. Cái điều mình không thích, không muốn thì chút xíu cũng qua. Rồi cái điều mà quý vị trông á, quý vị thích thì quý vị chờ hoài, cũng cần thiết vậy, nó tới rồi nó cũng, rồi cái chuyện gì qua nó cũng sẽ qua. Chứ còn tự nhiên nó mình phải phải nói cho tôi nghe cái này, phải nói cho tôi nghe cái kia, khoan từ từ.
Và chuyện gì cũng vậy. Bởi vì nếu chúng ta nói, chúng ta không nói được thì chúng ta cứ im lặng. Im lặng để làm gì? Cho nó khỏi phiền não. Mà khi chúng ta nói lên, mà nói đưa đến hòa thuận, nói đưa đến tốt đẹp. Còn không nữa thì thôi. Kiểu gì thế, trong gia đình cũng vậy, cuộc sống bình thường như cũng vậy, không phải bình thường. Bây giờ chắc chắn là quý vị giữa vợ với chồng không nói, bữa giữa cha mẹ với con cái, cha với con, mẹ với con, vân vân, mẹ với cha, với cháu, ông với cháu, nó cũng có những cái chuyện bất thường. Đó là dùng tình cảm với nhau rồi mà đến khi mà nó không nghe mình cũng giận, nó nói mình trơ trơ bất động vân vân, thì tất cả thôi thì cũng kham nhẫn. Ủa chị, tại sao chúng ta kham nhẫn được những cái điều với người thân của mình mà chúng ta không kham nhẫn lại được với người ngoài? Và tại sao chúng ta đối tốt với người ngoài chúng ta không đối tốt với người thân? Và chúng ta có thể kham nhẫn với người bên ngoài thì cũng kham nhẫn được với người thân? Nó không được, tôi nhịn được với người ngoài, người nhà tôi nhịn không được, hay là tôi trong nhà tôi nhịn hết chứ ở ngoài tôi không có chấp nhận đâu. Thì cũng cả hai đó cũng lý đạo đó nghe, cũng có lý của cuộc đời. Nhưng sự thật ra mà nói về cái lý của Phật pháp thì tất cả đều sai. Người nhà người thân gì đó chính qua là mình có sự phân biệt như vậy. Sự thật ra thì buộc là phải phân biệt thôi, bởi phàm phu mà. Nhưng điều mà ngu si, cái gì á, cái người thân của mình binh vực, cái người của mình binh vực, còn người ngoài là mình ta thán, mình coi như quỷ tha người ta, coi như ta thán mình cho người ta một cách thậm tệ, còn người nhà của mình thì bảo bọc che chở hoặc là ca tụng cũng được như vậy. Những cái điều gì lỗi của người thân của mình là lỗi, mình không nhắc, mình không nói thì thôi, chứ không phải là mình không có sự bao che. Sự bao che đó là sai. Thì cũng vậy, trong cuộc đời này, cái thứ việc, cái đời sống phải cần phải có một sự nhẫn nhịn. Bởi vì nhẫn nhịn này, điều thứ nhất á, đã dạy cho tâm mình, nó cũng là sự thiêu đốt phiền não. Cái sự nhẫn nại nó làm thiêu đốt phiền não. Bởi vì nó là thứ nhất, nó là tiêu hóa, nó là tiêu đi những phiền não. Nó chưa sanh, nó không có thể sanh. Mà những phiền não đã sanh, chúng ta tiêu hóa nó, bởi vì chúng ta không có gây nhân mới. Vậy chúng ta tạo những cái thiện sự để cho nó chuyển hóa, không có phát sinh đến những cái phiền não mới. Chỗ này nó quan trọng là cái gì? Vì chúng ta nhẫn nại để nó tiêu đốt cái phiền não của mình. Vì nhẫn nại như vậy để cái tâm mình không phải nóng giận, nóng nảy một cách đưa đến cái sự quán, đưa đến một cái điều mà bằng dùng một cái tâm sân si sân hận của mình, mà gây đau thương đến cho người bằng lời nói hay là hành động. Cái đó nó dễ lắm nha quý vị. Nhiều khi chúng ta chưa nghe, chúng ta chưa rõ, chúng ta nghe nó nhắc tên, nhắc cái chuyện gì đó, sao nó giống chuyện mình. Nhắc cái tên nào đó tự nhiên giống tên mình, cái tự nhiên mình nhỏ, tự nhiên mình quan tâm, mình chú ý, vân vân. Rồi tự nhiên khen người ta mà không khen mình, cái tự nhiên cái mình cũng quan, cũng thấy ghét, cũng sự kiện cũng cần thiết như vậy không? Không có cần. Rồi phàm sở hữu tướng giai thủy hư vọng, tất cả cái tướng trạng trên cuộc đời này nó vô thường, có chuyện gì hết trơn á. Chứ khi chúng ta hiểu, khi chúng ta biết thì mọi việc nó rất là nhẹ nhàng. Còn khi không hiểu, không biết thì mọi việc nó rất là bất bình thường. Chỉ có một chuyện thôi, có một lần chúng tôi nhớ có một vị sư huynh chúng tôi nghe sư huynh nói về mình như vậy. Chúng tôi nghe một cái người Phật tử cũng thân quen với sư huynh, quan thân quen với chúng tôi, nói chúng tôi nghe về sư huynh nói vậy đó. Thế tôi về thì gặp sư huynh, chúng tôi mà bảo chúng tôi hỏi đi. Chúng tôi hỏi một cách tức là bực bội. Ông vừa thấy chúng tôi vừa bực bội. Cái hỏi là tại sao sư anh cô đó nói vậy, sư nói với tôi như thế này thế nọ. Sư bình tĩnh, sư kham nhẫn đợi chút xíu.
sư nghe thì sư về sư gặp tôi, sư hỏi tôi chứ có chuyện gì. Mình tu phải khâm nhẫn chút xíu chứ chưa giữa trên nghe đụng tới mình cây tê 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 rồi. Thì lúc chúng tôi đang bực bội, chúng tôi đã hỏi gì ta nói vậy đâu, còn gì, cái đó không có. Sự bình tĩnh lại, cảm nhận lại. Tôi ở đây, thì lúc đó, đến sự mà chúng tôi nói như vậy, thì chúng tôi mới sự tỉnh lại. Tôi đang ở đây mà, chứ tôi không ở đâu đâu. À, thì tôi nghĩ, vội vàng quá. Thì quả thật khi mình ngồi xuống, cái chuyện sư nghe là một chuyện của sư. Cái chuyện tôi nói là một chuyện của tôi, còn người ta nói là chuyện đó, là cái chuyện khác. Thì đó là một bài học mà về sau cho chúng tôi cũng rất là cẩn thận. Khi chúng tôi nghe chuyện gì đó, để chúng tôi cẩn thận liền. Có một lần có một sư đó qua ngoài chúng tôi, sư người tử đó, sư phụ ơi, sư đó đó đó, làm như thế đó là phạm giới, như thế này là đạo, phạm giới như thế kia, mỏng tố cái giới mạng lắm. Thì mình nghe ông nói mình cũng hơi bực, chứ tôi nghĩ chưa, chuyện nó phải bình tĩnh chứ, phải khâm nhẫn, không có chuyện ra lớn lao, biết khâm nhẫn chút xíu. Thì chúng tôi muốn nói với vị đó là, vị đó là đệ tử sư ngồi xuống đi, ông cũng hơi lớn tuổi, cũng đáng tuổi cha chú lớn tuổi, sư bình tĩnh một chút xíu. Cái gì không, con thấy gì là nó sai rồi, vậy là không được. Nó chuyện không được đó là cái chuyện của sư, nhưng tôi đã nghe rồi, cái chuyện được hay không là chuyện của tôi. Sư không thấy nó bắt cái chuyện của sư, tôi giống sư được, sư phải bình tĩnh. Thì chúng tôi đang kể cho vị nghe về cái chuyện thật đó, cái chuyện đời thật đó ha. Thì chỉ một chút xíu thôi, nếu chúng ta nghe, chúng tôi nghe cái ông sư đệ tử này đang mệt, đang nói với chúng tôi ông sư đệ tử khác, chúng tôi đem nguyên một cái bực bội của cái ông này mà giao cho cái ông kia nữa, thì có thể là gây một sự xáo trộn hết sức là lớn. Thì nghe, nghe, biết nghe như vậy rồi, bắt đầu đón nhận, chúng ta khéo léo chúng ta hỏi thăm coi, thì nó không có chuyện gì hết. Thì ổng bực suy nghĩ như vậy. Ở đây trong cuộc đời này á, mình nhìn thấy cái chuyện bực bội khó chịu luôn luôn kéo người ta vào giống như mình. Giờ ở đời này, nó thích cái nhà, thích cái chuyện bao đồng, thích cái chuyện tám, và thích cái chuyện mà nói này nói nọ, mà quả thật mình không thấy, mình chưa thấy. Mình thấy bằng cái gì? Mà con mắt nó có đúng. Thấy bằng cái ghét, thấy bằng con mắt là một, thấy bằng cái ghét cái thương nó lại càng nguy hiểm nữa. Thấy bằng cái bực bội nó lại càng nguy hiểm nữa. Người tu trước nhất khi nghe mọi việc tâm phải bình thản. Còn nếu như mình nghe người ta chửi mắng mình thì mình phải khám nhận. Còn khi mình nghe mà người khác nói lại thì mình phải tự tự tâm suy xét cẩn thận. Cẩn thận. Và ở nơi nào nó khởi sanh lên, cái chỗ này chúng tôi rất thích. Phiền não ở nơi nào khởi sanh lên phải làm cho yên lặng, cho lắng dịu, thì mọi việc nó chấm dứt. Mãi mãi trong cuộc đời, như chúng tôi đã nói là chấp hữu, chấp ngã, chấp ta, chấp mình đúng như thế này. Ai cũng nói rằng mình đúng chứ ai có nói rằng mình sai. Không ai cho rằng mình sai hết. Không ai cho rằng mình dở hết. Không ai cho rằng mình dốt. Ai cũng cho rằng mình đẹp. Ai cũng cho rằng mình hay. Ai cũng cho rằng mình giỏi. Khi nào mà mình biết mình khiếm khuyết, từ cái chỗ mình biết mình có bị xấu, cho nên mình chữa trị nó tốt, nó chuẩn bị nó đẹp được. Khi nào mình thấy cái ngu của mình, thì khi đó mình biết được cái mình sẽ học tập để không còn ngu nữa. Khi nào mình thấy cái xấu được cái mình, thì ngay cái đó mình mới tốt. Đây là quả thật như vậy. Khi nào mà mình biết chấp nhận được những cái sự khó chịu bằng lời nói, hành động của người mang tới cho mình, biết đón nhận, và khi đó chúng ta sẽ trưởng thành. Người được luyện, người tự luyện tâm của mình, người luyện cái sự chịu đựng, luyện cái sự bình tĩnh, thì người đó sẽ trưởng thành. Mà trưởng thành đây, trưởng thành có hai cách. Trưởng thành người sống có kinh nghiệm, sống có cái hiểu biết. Và trong Phật Pháp thì người đó sống biết cái tu. Người đó sống biết cái tu, quý vị. Cái nó quan trọng là biết cái tu.
chịu đựng mọi cái lời đúng lời sai. Mà cái đời của người tu á, không biết bao nhiêu là cái niềm đau nỗi khổ này nè. Ôi, thôi. Nếu như mà một người mà từ nhỏ tới lớn lên mà không bị người ta chê, không bị người ta coi như là tiếng chê, lời khen tiếng chê thì cũng là lạ. Mà nếu như bị nhiều cái lời khen tiếng chê, bị nhiều cái lời khen thì cũng bị nhiều cái lời chê, là chuyện của mình. Hôm nay người ta chê mình thì cũng có người khen mình, người này ghét mình cũng có người kia thương mình chứ, không ai cũng như ghét hết đâu. Thì cái duyên, cái phước, cái nghiệp của chúng ta thôi. Và vì như vậy chúng ta là tu, chúng ta biết cái, hiểu biết được cái nhân duyên, hiểu biết được cái nhân quả, hiểu biết được cái nghiệp quả như vậy. Và thế là chúng ta vượt qua. Chúng ta biết tự thương mình cũng là thương cho người. Mà thương cho mình là sẽ thương cho người, thương người được. Mà nếu như chúng ta biết thương người, thương mình là chúng ta biết thương người. Nếu như chúng ta biết nhịn được cho mình thì chúng ta sẽ cảm hóa được người. Nếu như chúng ta không có sự tu luyện nơi chính mình thì chúng ta không có cảm hóa người được. Chúng ta không sẽ cũng không có thể giúp đỡ, có thể che chở cho người khác được. Cũng như khi mình không có sức thì mình không có thể tiếp giúp để người ta yếu sức. Chúng ta không có thế, không có quyền, không có cái điều kiện thì chúng ta không thể che chở cho người khác được, mà chúng ta phải tự lập cái điều kiện. Cái bóng mát trong người đó chính là cái nội tâm mình nó tỉnh thức, nội tâm mình nó chuyển hóa, nội tâm mình nó vững vàng, nội tâm mình nó vững chãi. Biết chấp nhận, biết đối diện với đau thương, với buồn, với vui. Rồi cuộc đời sabbe sankhara anicca, tất cả nó sẽ vô thường, nó sẽ qua hết. Thì kính thưa quý vị, có về Đức Phật nói cái chuyện này không quá 7 ngày chắc chắn nó sẽ dừng yên. Và quả thật chưa quá 7 ngày đó dừng yên. Thì cũng như vậy, cái chuyện mà Maganiya này rồi cũng có một cái số mà cũng có một cái câu chuyện nữa, tức là Đức Phật cũng bị chửi, bị mắng. Rồi có lần mà ngài bị coi như là Atula nó quậy, nó chặn đường, nó khiến người ta không có đập bát để bát cho Phật á, thì nó vui lắm. Thì chính Atula nghĩ là như vậy, thì Đức Phật nói rằng ta thì không cần thiết cái chuyện đó, ta luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Vậy sân môn của ta mai chứ hôm nay đấu chắc buồn lắm, chắc khổ lắm, có ta không có bộ. Bởi vì sự thật ra thì vì cái điều này đó, và Đức Phật ngài đối diện đó để dạy là cái bài học cho đời. Chứ nếu Đức Phật ngài dùng cái thần lực ngài cảm hóa là được, nhưng điều tất cả tùy duyên. Hay như vậy để dạy cái bài học cho những người đệ tử, phải có cái sự nhẫn nại, phải có sự chịu đựng những lời người ta chửi mắng mình, những lời người ta phỉ báng mình, và phải chịu đựng như vậy. Mà mình chịu đựng như vậy được thì hôm nay chịu đựng được thì ngày mai chịu đựng được, thì trên cuộc đời này cái chuyện bất thường nó xảy ra, chứ không ai làm được vừa lòng mình hết bao giờ đâu. Thì kính thưa quý vị, dù hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta cũng nhớ cố gắng tiến tu trong Phật pháp. Đó chính là cái tu cái pháp nhẫn nại, cũng đó cũng là một sự tu tập hết sức là lớn lao, chứ không phải là một chuyện bình thường đâu quý vị. Dạ thì kính thưa quý vị, mà cái pháp nhẫn nại này là cái pháp thượng nhân. Cái pháp nhẫn nại này đưa chúng ta được nguyên nhân chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, làm nhân làm duyên đó nha. Bởi vì chính là sự thiêu đốt phiền não là như thế. Thì xin có đôi lời giảng thuyết qua câu Phật cú số 321 là như vậy. Như có điều chia sẻ tất kinh ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng cùng chư Phật tử hoan hỷ, và xin chấm dứt thời gian thuyết đến đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phước Lành đến trước trời tất tư đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên người tại ở chùa Quảng Nghiêm, các vị giác linh, khí linh, chân linh, tất cả chúng sinh người tại nơi đây cũng như ở chùa của chư ta và ở nhà của chư Phật tử, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong rằng tất cả chúng ta cố gắng tu tập để chúng ta thể hiện cái pháp tham nhẫn, đó là pháp của bậc thượng nhân, pháp lập trang nghiêm cho thân tâm của mình. Và kính chúc toàn thể quý vị được an lạc các tường. Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ba Giá, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số
321 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo.